Xin chào các anh chị khách hàng, chắc là Phương không cần phải giới thiệu nhiều thì anh chị cũng nhận ra bên cạnh Phương đây đó chính là một sản phẩm than nhôm rút chữ A đến từ thương hiệu Hakawa. Và chắc chắn rồi, trong thời đại ngày nay mà mỗi một gia đình có một chiếc than như thế này là điều hết sức bình thường. Bởi vì khi có một cái sản phẩm than nhôm rút thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều các công việc trên cao cho anh chị, chẳng hạn như là thay đổi các vị trí đồ đạc trên cao hay là sửa chữa những cái vật dụng thiết bị cần thiết trong gia đình mà chúng ta không cần phải nhờ vả tới ai khi đã có một cái sản phẩm than nhôm rút bên cạnh đây. Tuy nhiên thì việc mà chúng ta lựa chọn một cái dòng sản phẩm than nhôm dành cho gia đình làm sao mới phù hợp với nhu cầu và đặc biệt đảm bảo an toàn thì đó mới là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Ví dụ như nhà anh chị có cái trần nhà khoảng thấp thấp như thế này đây thì anh chị có thể lựa chọn ngay cái dòng than bên cạnh Phương đây với cái mã hiệu HK238 đến từ thương hiệu Hakawa thì anh chị sẽ có một cái chiều cao chữ A tối đa cho mình là 1m9 và khi gấp đôi lên ở hình dạng chữ Y thì chúng ta sẽ có chiều cao tối đa cho mình là 3m8. Không quá khi chúng ta nói là khi mà anh chị sở hữu một sản phẩm nhưng thật ra anh chị sở hữu tới 3 sản phẩm lận. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một chiếc than mà anh chị có thể thay đổi hình dạng linh hoạt chữ A, chữ Y và ngay cả chữ L rất là linh hoạt và dễ dàng sử dụng luôn. Cái phần rất là quan trọng của một chiếc sản phẩm than nhôm đó chính là sự an toàn đến từ chất liệu. Và chất liệu của cái dòng sản phẩm than nhôm chữ A Hakawa và mỗi một cái sản phẩm than nhôm của Hakawa luôn đều sở hữu cho mình một cái chất liệu hợp kim nhôm T6063 và đây là một cái hợp kim được sử dụng rất là phổ biến rộng rãi trong việc chế tạo vỏ máy bay hay là trong các ngành kiến trúc. Nhưng mà mình khoan nói về những cái chuyện đó bởi vì cái việc mà cái hợp kim nhôm này làm nên chiếc than này đây nó đảm bảo được cái sự bền bỉ lâu dài và trên hết là không bị rỉ sét. Gần đây thì Phương vô tình gặp một cái anh thợ điện lạnh sử dụng cái dòng sản phẩm than nhôm gần khu của Phương thì anh sử dụng được 4 năm rồi cùng của thương hiệu Hakawa luôn. Đây Phương có quay video cho mọi người cùng xem. Rất là còn nguyên như mới luôn. Cùng lắm là nó chỉ bị chóc vài mà cái tem cái nhãn cái mạc thôi. Đó, nhưng còn lại về chất liệu, về cái độ bền nó vẫn được đảm bảo. Và việc mà chúng ta có một cái hợp kim nhôm chắc chắn và an toàn như vậy nó sẽ giúp cho chiếc than chịu được trọng tải rất là lớn. Và đây, như mọi người có thể thấy là tới tận 5, 6, 7 người leo lên cùng một lúc và chiếc than vẫn vô cùng chắc chắn, để đảm bảo một cái điều rằng là khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ không lo chiếc than bị gãy, là bị nứt nè hay là bị cong vênh gì đó. Rất là an toàn cho người sử dụng luôn. Chúng ta sẽ nói về cái sự tiện lợi của cái dòng sản phẩm than nhôm chữ A Hakawa. Đối với dòng sản phẩm than nhôm chữ A Hakawa thì được thiết kế rất là thông minh và linh hoạt. Ở đây chúng ta sẽ có những cái mối khớp, các ống nối lại với nhau. Vì thế mà cái dòng sản phẩm than nhôm này anh chị có thể điều chỉnh linh hoạt tùy vào cái độ cao mà mình mong muốn rất là dễ dàng. Điều mà trước đây những cái dòng than tre hay là những cái dòng than mà cố định nó không làm được như cái dòng sản phẩm than nhôm rút này. Với việc mà sử dụng những cái ống nối như đây thì chúng ta có thể đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, bởi vì chúng ta không cần phải lo về vấn đề hư gãy hay là rung lắc trong quá trình sử dụng, rất là an toàn luôn. Điểm mà Phương rất thích ở cái dòng sản phẩm than nhôm rút chữ A Hakawa đó là gì? Đó là bên nhà sản xuất còn bổ sung thêm những cái phụ kiện đi kèm và những cái sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình. Chẳng hạn đây, ở phía trên ngay khớp nối của hình dạng chữ Y thì chúng ta sẽ có một cái phần nẹp thép cố định ở đây. Và với cái phần nẹp thép này nó sẽ đảm bảo của chúng ta là khi bước lên ở hình dạng chữ Y sẽ vô cùng chắc chắn, không lo than bị gãy. Rồi, còn cái gì nữa? Ở hình dạng chữ A thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái phần thanh dằn ở đây. Thanh dằn chắn ngang này nó sẽ giúp cho chiếc than của chúng ta không bị trượt ra hai bên, đồng thời nó sẽ giữ cố định vững chắc. Vì thế khi mà chúng ta leo lên nhún nhảy cỡ nào đi nữa thì cái dòng sản phẩm than nhôm rút chữ A này cũng có thể đứng vững trên mọi mặt phẳng. Cái cuối cùng rất quan trọng đó chính là cái phần đế cao su, một cái phần không thể thiếu ở cái dòng sản phẩm than nhôm rút chữ A này. Với những cái phần đế cao su như thế này đây, nó sẽ giúp chống được trơn trượt trên những cái bề mặt rất là trơn, chẳng hạn như là gạch men mà anh chị chúng ta hay sử dụng nè, hay đặc biệt là những địa hình như là địa hình cầu thang, địa hình dốc cũng rất là an toàn với những cái dòng sản phẩm được trang bị đế cao su cực kỳ bền bỉ này đây. Với một cái sản phẩm than nhôm thì 238 nói chung là nó cũng không quá nặng, tuy nhiên nhà sản xuất lại vẫn có thể thiết kế thêm cho anh chị một cái cặp bánh xe để chúng ta có thể di chuyển một cách dễ dàng, hình dung giống như là chúng ta kéo một chiếc vali cực kỳ là dễ dàng trong mỗi lần sử dụng. Còn về chính sách bảo hành thì khỏi chê rồi, không có một cái đơn vị nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng khi mà sử dụng dòng sản phẩm than nhôm này. Đối với thương hiệu Hakawa thì còn cung cấp cho anh chị một cái bảo hiểm trách nhiệm an toàn AAA lên đến 1 tỷ đồng, đồng thời anh chị sẽ được bảo hành chính hãng từ Hakawa trong vòng 2 năm, 1 đối 1 trong vòng 30 ngày nếu như sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất. Thật ra thì với HK238 với chiều cao như thế này đây rất là phù hợp để chúng ta có thể sử dụng trong gia đình hay là các công việc đơn giản hàng ngày, sửa chữa điện lạnh hoặc là sửa chữa các vật dụng trên cao cho các anh thợ cực kỳ là dễ dàng luôn. Mọi thông tin chi tiết thì mọi người có thể để lại cái thông tin liên hệ bên dưới video này để nhân viên Hakawa có thể liên hệ cũng như là tư vấn giao hàng nhanh cho mình trên toàn quốc. Còn bây giờ cảm ơn anh chị đã theo dõi trang của Viết Phương. Xin chào và hẹn gặp lại.